Dương xin chào cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay có chị gái ở đây về chia sẻ với anh em một câu chuyện này, chủ yếu là để giúp chị, cái hàng nó cũng nói lên cho cô chú anh chị nghe, tìm hiểu câu chuyện này rất nói chung là để cảm giác được của anh chị. Thì cô chị ơi, cho em hỏi chị hỏi về tên gì, quê ở đâu? Quê em ở Ninh Thuận. Ừ. Quê Ninh Thuận. Em tên Nguyễn Thị Nở, con em Nguyễn Văn Sang. Dạ. Dạ. Rồi cái hôm nay chị lên trình bày cái sự việc gì, chị nói cho đọc sĩ Nguyễn Hải Bình Dương nghe. À, vợ chồng em vô trong Bình Dương này làm là 8-9 năm rồi. Cả gia đình làm. Thì con thì càng ngày càng lớn lên rồi không nghe lời cha mẹ, bỏ đi hồi năm ngoái. Đi xuống nhà dì Út ở rồi dì Út cũng đi làm, không có quản lý cháu. Rồi cháu nghe lời bạn bè, đi nghe lời bạn bè là đi làm bên Cam, làm việc nhẹ lương cao, một ngày ngồi máy tính gì đó thì làm nghe nói là mười mấy triệu hay là sao đó, thì em cũng không có rành. Rồi chị, cái thời điểm mà cháu nó đi á, yeah, là bao lâu rồi? Đi ngày 26 tháng 7 này. 26 tháng 7, yeah. Thì cái công việc này là do ai giới thiệu hay là do mình xin trên mạng? Bạn bè giới thiệu mà hỏi con thì con nó không có chỉ bạn bè nào hết. Ừ. Dạ. Bạn bè là từ ở bên kia điện về giới thiệu hay là ở cái nhà? Ở Bình Dương mình đây á. Ở Bình Dương ha. Dạ, ở chỗ gần ở mình hiện tại ở là Bến Cát. Ừ, mà chị có biết ở Bến Cát là nó chơi với bạn bè nào sao mà giới thiệu không? Dạ không, không biết. Thì nó chơi điện thoại rồi đó, là bạn bè gì đó rủ ren gì. Chơi điện thoại là nó chơi môn gì? Tâm điện thoại á. Em cũng không rành lắm, tại em không có biết chữ nên em không biết rành gì mấy cái đó rồi. Nên cũng không có quan tâm tới, nên là con nó đi thì chị có thấy nó chơi game gì mà nổ, thấy nó nổ bình bình ra cái bye bye tiền mà nghe rạc 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 không? Không, em chơi game đúng không? Game, dạ, đúng không? Chơi game. Nạp tiền cho chơi đúng không? Dạ, nó nộp tiền, nó cũng có nộp tiền. Ừ. Nộp tiền vô game nó chơi đúng không? Dạ. Dạ. Thì công việc trước đó em nó ở Việt Nam á, em nó làm gì vậy? Nó đi làm hồ với cha nó, rồi xong rồi cho đi học nghề. Học nghề không được là về rồi đi phát tờ rơi, người ta mướn đi phát tờ rơi. Ừ. Là phát tờ rơi, là phát tờ rơi, tâm nội dung tờ rơi là cái gì? Hầm đi ấy, hầm cầu á, đi hút hầm cầu á. À, đi dán tờ rơi ha. Dạ, dạ. Còn dán tờ rơi cho hút cầu còn còn cái nào nữa không chị? Dạ không, rồi xong bắt đầu cháu nghỉ rồi nghe tin là cháu đi làm ở đâu được 2-3 bữa là làm bên cái vỏ xe gì đó. Làm như là làm ra cái vỏ xe dạ, làm ra được mấy ngày rồi xong rồi cháu nó đi đó là đi nghe nó qua Cam. Bữa đêm đó cháu có về, nhưng mà cháu nó làm nó công việc đó thường xuyên, nó về nhà nó cũng cầm điện thoại lên nó chơi, nó nộp tiền cho nó chơi đúng không? Nó đi một năm nay xuống nhà dì Út nó, về là ở nhà dì Út nó chơi với nhà dì Út nó, là em không có. Rồi nó lên đây, nó đi ngược lên đây ở bao lâu nó đi? Có nghĩa là một năm ở dưới nhà dì Út. Dạ. Xong rồi về Bình Dương ở lại. Dì Út cũng ở Bình Dương luôn. Bình Dương cũng gần đây luôn. Dạ, cũng gần đối diện luôn. Có nó quẳng lên xuống cũng thăm mẹ rồi vậy cũng có. Rồi bữa đêm đó cháu nó đi, là cháu nó có lên, mà em có nghe, em nói là con đừng có đi, con đừng có đi qua bển. Nhưng mà không biết cháu có nhận tiền người ta hay không mà không biết. Cháu nói là cháu không có đi. Rồi xong đêm đó cháu đi luôn. Ừ. Dạ. Nhận tiền người ta trước hả? Em không nghe, không biết nữa. Cái người ta thì nói là có nhận tiền rồi. Hỏi con thì con nói là con có nhận tiền. Ừ. Em có không rành nữa. Em chỉ hỏi ai mà chỉ biết nó nhận tiền. Thì dì Út nó nói là bạn nó là nhận 100 triệu rồi. Rồi hỏi nó thì nó nói không có. Là bạn nó là nhận 100 triệu rồi. Bạn nó nói là nó nhận 100 triệu là cái giấy bán nó. Rồi em vẫn liên lạc, vẫn điện thoại với nó thì nó nói nó không có nhận. Cái giấy bán nó, cái số tiền nó giờ nó giữ là ai giữ? Em không biết nữa, em hỏi nó thì nó nói con không có, con chỉ có cái giấy con đi làm 8 tháng.
Mà bây giờ thì cháu nó điện về, cháu nó nói là con bên đây bị đánh gãy tay rồi bây giờ mẹ qua cứu con về. Nhưng mà hồi bữa thì nó kêu là chuyển cho nó là 50 triệu nó về, mà mọi người người ta kêu đừng có chuyển, chuyển sẽ là mất tiền mà con không có về nên em không dám chuyển. Rồi cái khi mà em nó đi là có thông tin là nó nhận được 100 triệu rồi, nó là bạn bè giới thiệu để đi đúng không? Rồi khi mà đi qua bển á thì nó liên lạc với chị là thời điểm nào? Cách mấy ngày sau á là mới chồng đi tìm được cái Zalo của nó, rồi kết bạn Zalo, rồi điện Zalo, rồi cũng an ủi ban đầu, rồi an ủi con. Lúc ban đầu mình điện với nó là bình thường đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó có bị nhốt, bị tác động vật lý gì không? Không, bình thường nó vẫn dụ dỗ là đưa tiền, nghe là cầm tiền đô với lại tiền 500 rồi nhiều lắm, nó dụ dỗ vậy đó. Là mấy đó nó đưa tiền cho này. Dạ, đưa cầm cả sắp vậy, rồi cả tuần lễ vậy, không có sao bình thường. Rồi xong bây giờ là tiền đô đó nó phê chị hả? Nó video nó phê hay sao? Phê với dì Út nó, là dì Út nó nói thôi chứ cũng không có phê tới bên đây. Nó có gửi gì đây không? Không, không có nhận 1.000 nào hết đó. Nó chỉ ở bển, ở trong cái khu cái ẩu của nó là cho cầm tiền phê phê chơi vậy phải không? Dạ. Đâu có xài được. Không xài được, không. Trong đó giờ nó ăn cơm đem nó chỗ cho ăn ngày, đâu có xài được cái gì đâu. Liên lạc với con được thì con nói là con làm 16 tiếng, là từ 10 giờ đêm tới 2 giờ chiều con mới về, con nghỉ ngơi. Ừ. Dạ. 10 giờ đêm tới 2 giờ chiều sáng mai. Dạ. Là 16 tiếng. À, là về nghỉ ngơi cho tới 10 giờ đêm đi làm tiếp. Dạ, nếu mà con không dụ được ai để thu nhập thì con sẽ bị đánh. Ừ, dụ là dụ như chơi game đồ lừa người ta ở Việt Nam đúng không? Dạ. Em mới có nói là cái người mà tác động vật lý của nó, cái người mà ra tay với nó là người Việt Nam hay là người bản không? Không. Em không có nói, là hồi bữa là nghe nói là chuột về, cái xong em nói là thôi để mẹ đi báo công an, không biết bên đó có nghe hay không, mà em nó bán đi chỗ khác rồi quýnh gãy tay em nó, rồi không biết cũng có ngày hôm nay. Nói chung ra là chị em có điện về trong lúc đang nói chuyện á, chị nói là đi báo công an đúng không? Dạ đúng rồi, không biết có bên đó có rồi gì. Rồi lúc mà nó báo công an là nó tắt hay là sao? Con lại mẹ mày đừng báo công an con chết, mẹ ơi mẹ đừng báo công an con chết vậy á, rồi xong nó tắt máy rồi. Ừ. Tắt máy là có liên lạc được nữa không? Xong qua bữa sau vẫn liên lạc lại được. Xong nó nói là con bị bán qua chỗ khác rồi. Còn mấy bữa con ở Mộc Bài, con ở bên Mộc Bài. Ừ. Còn bây giờ bán con qua chỗ khác, con không biết con ở đâu. Bây giờ bán là không biết ở đâu. Dạ xong rồi ngày hôm qua cái lúc mà nó nói chuyện với chị là có ai kế bên em không biết nữa. Rồi nó có chủ động là để cho bên qua mình chụp về không hay sao? Ngày hôm qua thì nó điện về là nó nói là bây giờ mẹ qua cứu con về đi, là xong em hỏi là bây giờ người ta cho con cứu không, nó nói là cho, người ta cho cứu rồi là 120 triệu. Ừ, chị đi với ai ạ? Chị đi, em với, đi với chồng. Chồng đâu? Ở nhà chồng đúng không? À rồi cái lúc mà nó điện về nó nói là giờ hiện tại mới đây đúng không, là nó kêu gì là qua chuột 120 triệu. Dạ. Là chuột em mới về. Dạ. Rồi nó cái nó kêu hình thức gì sao? Mẹ qua cứu con về đi, rồi em mới hỏi nó là cứu con là người ta cho cứu không, rồi là số tiền bao nhiêu, là nó nói là bây giờ mẹ qua cứu con là 120 triệu, là qua cứu con 120 triệu, rồi kêu bây giờ con gỡ định vị qua, rồi nó gỡ định vị qua. Ừ, à, nó để gỡ định vị qua rồi. Dạ. Anh là chồng đúng không? Anh này là chồng chị phải không? Dạ. Kêu anh vô đây, em kêu vô đây. Kêu đây, mình tìm con phải không? Mình vô đây nè. Anh vô đây. Rồi bây giờ đó là làm công việc của chị là làm cái gì? Em làm công nhân. Chị làm công nhân? Dạ. Mà lương của mình cao không? Lương của em là 5.460.000. Một tháng nhiêu á? Thu nhập á? Nếu mà có tăng ca, còn bây giờ lương bây giờ không có tăng ca nên là một tháng em được 6 triệu mấy, 7 triệu gì đó. Ừ. Rồi giờ nó kêu chị là tình trạng là chị đi chỗ.
120 triệu ha, là chuột em mới về đúng không? Dạ. Ừ. Rồi giờ chị có lời nào chị nhắn gửi tới em đó đi, nhắn gửi tới em đó, nhắn gửi tới những cái người mà đang giữ em đó đi. Nếu mà mấy anh mấy chú gì, mấy anh mấy chú mấy chị mà có thương tình tha cho con em về với em. Em đi làm cũng không có tiền để cứu con về, khổ lắm, còn nuôi con nhỏ nữa, cũng đi làm công nhân cũng không có dư giả gì mấy năm nay. Nếu mà số tiền ít ít mẹ không cứu con về đó, số tiền nhiều quá mẹ không biết đường mà để cứu con. Xin mấy anh mấy chú nếu mà thấy được cái clip này xin đã cho con em về, em mang ơn, em mang ơn suốt đời. Em không biết được gặp mấy chú để em quỳ em lại để tha cho con em. Con đi cũng do mẹ bỏ bê con mà không quan tâm, để cho mẹ con đi qua bển hồ như vậy. Vậy rất là xót xa. Từ ngày con đi tới giờ mẹ ăn uống không được, ngủ nghỉ không được, khổ lắm, nhớ con lắm. Mẹ đâu muốn con đi kiếm tiền được gì đâu, giờ ở với mẹ đi con. Mẹ mong là mấy anh mấy chú gì có thương tình xin tha cho con em được vợ. Dạ. Dạ. Nhưng mà chờ cô cầu xin mấy anh mà bên đó có coi clip này được á, thì hai chắc em nó về. Nó chị giờ không có điều kiện để lo để thuộc em mới về. Tuy rằng cái số tiền đó đối với chị rất là lớn, nhưng mà đối với người khác thì rất là nhỏ. Nhưng mà điều cái em nó đi làm thì được dụ dỗ chị, anh chị tình nguyện chứ không phải là tình nguyện dụ dỗ nha, chứ không mình qua bên mình làm rồi á, mình nghĩ là mình qua bên đó rồi được tiền nhiều rồi kiểu như chú chị, mà tôi hồi qua rồi mới biết được là nó cái đó là nguyên mở bởi khổ, như một cái chuồng trâu chuồng heo mà mình đem mình giúp heo giúp trâu ở đây đây vậy chị đó. Thì tôi tính chị thì tưởng tượng đi, giờ mình thả ra nó chạy, mà con trâu con heo mình thả ra nó chạy đúng không, nó chạy người ta người khác người ta bắt tăng thịt, còn giờ mình y vậy mình nhốt lên chỗ rồi nó không nghe lời mình á, mình tác động đó, cho nó nghe thì giống y vậy á, cho nên là cô chú anh chị mà có con em nhỏ mới lớn, có những con em mà nghe nó không nghe mà không có tìm hiểu á, không có hiểu được những cái câu chuyện, những cái việc nhẹ lương cao, những cái làm không có gì mà cho mình không hết, không không có đơn giản như mình nghĩ đó. Nó hồi nhúng vô rồi á, bước chân vô rồi mới biết là cha mẹ mình rất là khổ, mình càng khổ, bây giờ càng khổ hơn đó. Bây giờ thấy hối hận chưa đó, thì mong là em nghĩ là những cái clip mà anh em đăng lên á, mấy đứa mà nó mới lớn á chị, nó không bao giờ nó coi đâu, nó chỉ coi những cái gì đó không à, chỉ có mấy người lớn mà tao mới coi mấy cái này. Nhưng mà mong là cô chú anh chị quý vị khán giả ai mà yêu mến coi thì tiền lại để biết được, anh em cứ đưa lên cho mấy cô chú nghe để hiểu và biết. Hay nữa thì cô chú gì có giúp thì số điện thoại đọc sĩ Quỳnh Hải Bình Dương 0913 785858. Anh em giúp bà con là anh em không lấy một nghẹn nào nha chú anh chị, giúp không giúp dùm đó. Thì cô chính chị á, có những vụ gì, câu chuyện gì, tìm vợ, tìm con, lừa đảo, bất cứ giao điện thoại gì cứ liên cho số sổ chị Quỳnh Hải là 0913 785858. Anh em giúp lần hoàn toàn miễn phí đó. Ví dụ cô anh chị mà có những câu chuyện mà bất bình trong cuộc sống thì cô chính chị cứ liên hệ tới đội sĩ Quỳnh Hải Bình Dương đó, thì ở thành phố thì ngày nào cũng ngồi đây để cập nhật cái câu chuyện cho anh Hải đó. Thời gian rảnh thì nó cũng thường xuyên ở đây
để đưa câu chuyện cho quý vị khán giả, cho cô chú anh chị nghe, rất là giúp và cảm giác đó. Thì chị có lời nào mình nhắn gửi một lần nữa đi tới bà con, để bà con nghe cảm giác chứ lại nó giúp đỡ chị nghe, mình nghe câu chuyện này bà con cảm giác, mình nhắn gửi tới bà con đi, có con cái nhỏ giống chị thì nhắn gửi ta. Dạ em muốn nó không biết nói gì thì những người mà có con nhỏ từ 16, 17, 18 thì em thấy giờ cũng nhiều lắm, thì quan tâm tới con nhiều hơn, đừng để con nó xa vào như em mà để lừa qua bển, không ai muốn để con đi đâu qua bển, để đứa con nuôi lớn rồi con bỏ cha mẹ đi. Thì mong cô chú anh chị em gì có coi cái clip của em thì cảnh giác thôi, đừng cho con mình đi qua bển khổ lắm. Giờ em không biết có tiền mà để chuộc con em về, nếu mà khả năng ít ít á thì em còn chuộc được, đi làm công nhân rốt cuộc việc cũng được có vài chục triệu thôi, chờ nó tới trăm mấy thì đi mượn, không ai cho mượn cái số tiền mà để lớn như vậy. Thì ai có con nhỏ thì dạy dỗ con, đừng như em mà để con mình đi qua bển rồi bây giờ hớ hận tìm con muộn màng không biết đường đi tìm. Vâng, cảm ơn chị. Công ty phố xin thay mặt đọc sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin cảm ơn cô chú anh chị. Thì xin chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Thì sắp tới đây thì anh chị xem clip của anh em thì chú anh chị cứ đăng ký kênh để nghe được nhiều câu chuyện hơn, chia sẻ rộng rãi ra để chủ yếu là giúp bà con, để cho bà con nghe những câu chuyện để mình đồng thời cảnh giác, nhắc nhở con cái để không làm khổ cha mẹ hơn. Đó. Và anh em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào cô chú anh chị.